Xin chào tất cả anh em đã đến với channel của Jenny. Chúng ta đã trải qua được 300 ngày ở trong bản mod Van Helsia 3. Nhưng có một chuyện đã xảy ra trong khi bọn mình quay 100 ngày tiếp theo. Đó là file save có vẻ như đã bị hỏng. Và bọn mình không thể nào vào game để tiếp tục chơi chung với nhau nữa. Nên đây sẽ là video cuối cùng của series 100 ngày sinh tồn trong bản mod Van Helsia 3. Và đáng tiếc hơn nữa là mình còn chưa kịp hoàn thành 100 ngày tiếp theo. Trong video này sẽ chỉ tóm gọn lại trong khoảng hơn 30 ngày mà thôi. Và vì nó vẫn chưa được hoàn thành, nên là mình nghĩ việc cho số ngày lên trên góc cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Tin buồn như thế đủ rồi. Ở trong video này sẽ đánh cực kỳ nhiều boss. Phải nói thẳng ra là từ đầu đến cuối video bọn mình sẽ chỉ đi đánh boss và sẽ chỉ đánh nhau mà thôi. Thật sự là những con boss vô cùng đẹp và bọn mình đánh cũng rất là vui. Và không chần chừ gì nữa, chúng ta sẽ cùng bắt đầu video nào. Bắt đầu của chuỗi ngày hôm nay thì mình và anh Nhật đã dành rất là nhiều thời gian để có thể cường hóa và sửa chữa lại đống đồ đạc của mình, đã chuẩn bị đi đánh những con boss ở dưới khu rừng hoàng hôn. Từ giờ vô. Anh Nhật cường hóa 500 level luôn rồi nè, what the. Tao không biết anh Nhật ảnh cường hóa chi mà. Cái giáp bỏ anh không biết sao mình nó tốn quá trời luôn. Qua anh Nhật coi. Trong lúc chờ đợi Nhật cường hóa những bộ đồ của ảnh thì mình tìm hiểu một tí về bản mod Boltania. Wait, something happened. Oh, Pure Daisy. Pure Daisy này thì chúng ta có thể làm được cái gì? Mũi tên tình ái. Như bạn đã thấy thì trên tay mình đang cầm một khối que lửa. Và khi mà đặt bên cạnh cái bông hoa của Botania này thì khối que lửa sẽ tự động biến thành hắc diện thạch sau 60 giây. Wow. So khi nào chúng nó biến thành obsidian? 60 giây anh Nhật à? Chúng ta phải chờ 60 giây. Oh, for real? For real? Ok. Và chúng ta sẽ cùng bắt đầu xuống Twilight Forest thêm một lần nữa nào. Lần cuối bọn mình xuống đó, bọn mình đã đánh chết được hai con boss, đó là rắn khổng lồ và con Lich King. Hiện thời bọn mình còn một số con boss nữa để có thể hoàn thành được cái bản mod Twilight Forest này. Anh làm gì có mẹo? Đặt hoa lại cho đẹp. Tiện có cây to chà bá giữa rừng nè. Oh. Cái đó chắc có nhà. Đào vô trong thử. Có vẻ như cái cây khổng lồ này giữa rừng không có cái gì bên trong nó cả. Em không biết cái này có gì nữa. Không có gì nữa. Anh thể đi từ từ xuống. Hoặc là... Là anh bay xuống. Theo em nhảy xuống dưới. Ủa anh bay xuống được rồi. Anh có Feather Falling 4. Dưới đây là hồ nước anh. Và anh Nhật đã có một quyết định vô cùng táo bạo là nhảy từ trên đỉnh cây xuống dưới hồ nước. Ủa, nhảy hướng nào vậy? Đây nhảy hướng của em. Ồ, ok ok. Ây da. Ủa anh chạy bị lốt hả? Thằng cứng này nè cho. Ow. Chúng ta cùng tới với con boss tiếp theo nằm trong khu vực đầm lầy. Không thấy cái gì á hả? Bị Để tới được với con boss này, chúng ta sẽ cần tìm một cái mê cung nằm sâu bên dưới mặt đất. Anh ơi, đừng lùi đằng sau nha. Ok, đứng đây thôi. Anh con bò ra kìa. Và mê cung này được canh giữ bởi rất là nhiều những con nhân ngưu. Con bò ra kiếm em kìa. Ở đây, đây, con bò đây. Minotaur. À, các bạn cũng không có gì. Con Minotaur này đánh nó được cái rau mít. Ủa nó chết chưa? Chết rồi. Vậy là nó không phải boss hả? Nó không phải boss. Boss chắc là phải có cái cây máu. Anh đâu rồi? Vô đây thử. Em không nghĩ đó là boss đâu anh à. Em nghĩ dưới đây là boss nè. Ngoài ra còn rất là nhiều những loại slime nhìn trông vô cùng kỳ lạ ở dưới cái mê cung này. Okay. Con boss mà mình đang nhắm tới đó là Minosroom, một con nhân ngưu có hình dáng con người với cái đầu bò màu đỏ. Ê, con này nó bắn lửa. Em bắn trúng rồi, em đánh trúng cho nó. Nó không đánh em được. Đây này không phải phòng boss à.
giờ phòng chứa đồ nè. Có khi phải xuống thêm lầu nữa mà. Để có con kiểu nhân sư, nói chung là nó là con bò mà có bốn chân, mà nó có hai cái tay nữa. Bắn cung cái con bò. Con này con tạc phát chết ngắt hết. Bò đó đâu rồi? Châu không? Châu không? Ui. Nó sắp chết rồi. Sao? Ờ con boss này, con này con boss. Con boss rồi. Nè nó rớt tùm lum la ra đồ đó nè. Con boss này có vẻ khá là dễ dàng để bọn mình có thể tiêu diệt. Sau đó bọn mình quyết định là sẽ trốn thoát ra ngoài càng nhanh càng tốt. Ờ có như còn 5 chân hiện nãy. May quá con creeper nó cứu mình. Ê, no. Ồ, may quá nó nổi dưới nước. Mày ơi bụi. Và sau khi đánh xong được con boss kia thì bọn mình tiếp tục tới với khu vực đầm lầy lửa. Khu vực đầm lầy này bắt buộc bọn mình phải có súp của bò nấm để bọn mình có thể chịu được nhiệt độ trong khu rừng này. Và con boss nằm trong khu rừng này chính là con Hydra, một con rồng ba đầu. Em tưởng nó có thời gian chứ. Xàm xí đú thiệt. Có thể là ở phía trước luôn anh. Em không biết là đấy. Lại đây anh. Sợ mình vô đây mình bị đốt mấy con vịt này nó vô đây nó không ra. Anh thấy chữ gì trên đầu chưa? Cái boss kìa. Thấy rồi đúng không? Để chúng ta cùng bắt đầu tiêu diệt nó nào. Ủa con này cũng dễ lắm anh ơi. Ao, phải hai người anh ơi, là phải hai người đây. Đây bắn này. Để tiêu diệt được con rồng này thì chúng ta cần phải đánh vào cái miệng của nó lúc nó há mồm ra. Như thế sẽ tạo được nhiều sát thương hơn so với việc đánh vào thân của nó. Ô nó cắn. Nó cắn. Cái gì vậy? Ơ mất cái đầu kìa. Mày à bưởi. Mất cái đầu nữa. Rồi chết. Ê. Và sau khi tiêu diệt được con Hydra này, chúng ta sẽ tới với khu rừng bóng tối. Trong khu rừng bóng tối này thì chúng ta sẽ có hai con boss để tiêu diệt. Đầu tiên đó chính là con Night Phantom. Đốt rừng thôi chứ còn gì nữa. Có than rồi không tin. Ủa anh ơi, đây rồi. Ow. Ow. Ok. Anh thử đặt một cái trophy lên trên đó được thôi. Lên trên đây được thôi. Một cái bài nữa. Ồ. Lượm lại. Ok, lại thêm một cái mê cung nữa. Đi đến được hết cái mê cung thì Buron cũng đã vào game. Và cả ba bộ mình quyết định sẽ cùng nhau tiêu diệt con boss này. Con boss này có một tuyệt chiêu, đó là nó sẽ phân thân ra thành nhiều phiên bản khác nhau của nó. Nhưng chỉ có duy nhất một phiên bản là thật mà thôi. À đây nè. Để đánh được con này mình phải đánh chết hết mấy cái con giả kia. Nó chạy tao rồi. No. Mấy con này mình xả nước nó luôn đó. Ok, một con đi rồi. Đánh đam chưa? Chưa. Còn con nữa sao? Tao đỡ cho, đánh nó đi. Con này không có hiện cây máu đâu. Thế thôi hả? Thế thôi không? Quay đầu đúng không? Phantom Helmet kìa, đồ ngon kìa bú. Xin. Ok.
Night Phantom xong rồi thì Dark Tower mình có thể vô được. Vậy mình phải lên trên rồi anh em à. Đừng lên ở đâu anh Nhật. Anh Nhật chắc chắn nhớ. Anh chắc chắn không nhớ. Nãy giờ đi tiếp ba. Và chúng ta sẽ tiếp tục đi đến cái khu vực Dark Tower để đánh con boss Zorgas. Đường lên tới đỉnh tháp để đánh con Zorgas này khá là khó khăn và tốn một mình cũng phải gần 2 tiếng. Ồ okay. Nó lại cái cửa. Đường này. Ao! Đau anh Nhật. Nghe tiếng à. Ôi đụng, tưởng à, con gái này mình phải lên trên cùng luôn. Các bạn đi từ từ. Ờ, xuống dưới lại lên cầu thang nè. Nó là cái mê cung. Đây bên này. Nó là cái mê cung. Má lượm được quá trời waffle luôn. Giờ sao? Từ để coi coi. À đập hả? Ờ đúng. Cái quần gì vậy? Homie Nhật. Homie Nhật ơi, anh đập nhanh quá. Holy shit. Mình nên nhớ mình chơi mod gì chứ Trinh đi. À Bu ơi. À đúng nha. Mình chui được. Chơi 116.5 rồi. Nói gì vậy chơi. Đừng bay vô đây ngõ cùng mẹ. Đi lại. Đừng tồn thiệt anh em ơi. Ủa mình quay lại từ đầu mẹ rồi. Bu ơi mình quay lại từ đầu rồi. Bu, bắt cua bên kia. Bắt cua quá. Bu ơi, ủa đâu, Bu đâu rồi? Nó có một khoảng thời gian cho mày. Bu. Nhảy qua đây, xong nhảy qua đây nè. Yo. Cái khóe cạnh đấy, tao đó là chuyện bình thường. Xu sắc. Yeah, anh em, go lem. Hả, go lem hả? Nó đấm một cái muốn đi ẻ luôn. À! Mẹ. Thằng nào tạo mod thông minh đấy. Thông minh đấy, thề. Như trong này có cái lồng spawn hay sao, tụi nó spawn ra ngoài luôn. Ê! Ê, có thằng Golem nó build mấy cây lắc ở đây. Em á. Ao. Mày sợ. Nó build mấy cây lắc ở đây nè. Trốn rồi. Rồi Nhật, đặt vô. Đặt vô. Cầm cái chìa khóa đặt vô. Đặt vô đây. Góc cuối á. Trời. Let's go! Trời ơi! Ô! Cú! Cho nó ăn cá! Cho con cú ăn cá hả? Đây là chiếc đó! Ủa giờ đi đâu đây ta? Đi tới thẳng này đi lên. Ô đi lên thì còn xa lắm, đi tới thêm tí nè. Cái này cần cái gì? Cái này đặt mẹ vô đi. Ô! Oh shit! Oh Nick! Anh Nhật! Oh no, no. Ôi không ổn rồi, buông chạy. Lừa rồi. Tao nghĩ nó lừa rồi, nó không phải. Yo. Nó không phải. Ô má ơi, sự tấn công của bầy. Anh Nhật hay quá, anh Nhật ơi. Ok, đến boss rồi, lên trên đây đi anh em, lên trên đi. Lại. Đặt cái này bên này, đặt cái cục kia bên đó. Sẵn sàng nha. Lấy được cái gì lấy nha, lấy cô hồng nha. Vô. Đéo được. Ôi không được, chạy. Nó phô xè. Nó là đồ phách. Lên. Nữa hả, trời. Oh no. Xuống. Theo như anh em thấy thì đó là một con gas vô cùng khổng lồ. Để đánh được con gas này chúng ta sẽ cần hút nó xuống khi mà nó đi qua những cái cột mốc ở phía trên đỉnh tháp. Và để hút được nó xuống thì chúng ta cần đạp vào những tấm áp lực nằm cạnh cái máy ở trên những cái đỉnh này. À ồn quá. Mi. Bu ơi, Bu phải đạp đi thì Bu mới có achievement đó Bu ơi. Tốn mẫu đó. Ê. Chỉ có anh Nhật giết được à.
Sea of Fire. Không phải, Nhật phải bứt cái đó ra cho mình. À không, quên rồi. Bứt cái nào? Oh, Fear Tear. Ủa nhưng mà một mình chưa có. Ủa có chưa? Nè. Xong rồi. À, ui, ai làm được bộ đồ ngon xịn này. Ok, Fire of Tear. Má đánh mệt quá. Ok, chúng ta chỉ còn một vài con nữa thôi. Ok, từ từ, hồi nãy em có lượm được mấy cái bánh, nó tên là Experiment 115. Anh em mỗi thằng chuẩn bị 1, 2, 3 cắn thử miếng. Và bọn mình đã nghỉ ngơi trong buổi tối hôm đó. Và đến sáng hôm sau thì bọn mình tiếp tục cuộc hành trình. Sau khi sửa chữa lại những đồ dùng và tiếp tục nâng cấp những thanh kiếm và vũ khí của anh em mình, thì bọn mình sẽ đi đánh những con boss tiếp theo. Nhưng mà đang chuẩn bị đi thì làng của anh Nhật lại đột xuất bị tấn công bởi những kẻ ngoại đạo. Nhấn vô waypoint để tạo checkpoint nha anh Nhật. Y dài á. Có mấy thằng nó tới nó cướp làng anh kìa. Đúng rồi á, em về nghe tiếng cướp á. Phải. Giờ về nhà. Về nhà. Bởi vì làng anh Nhật được xây dựng dựa trên bản mod My Colony, nên là nó sẽ liên tục bị tấn công bởi những thanh niên đến từ phía bên ngoài làng. Chúng ta sẽ có nhiệm vụ bảo vệ ngôi làng đó. Cho nó mất máu chưa? Ủa nó đạp vô đó mất máu không? Ờ à, đạp vô đó có mất máu kìa. Sau khi tiêu diệt xong những kẻ xâm phạm thì bọn mình bắt đầu tới với môi trường băng tuyết ở trong Twilight Forest để tiếp tục đánh một con boss Yeti. Ủa sao chạy nhanh không anh vậy? Ờ cái hang. Dễ vậy. Vô tìm người tí thôi. Ờ à, nó có cái lồng spawn kìa ta. Con gì tì kìa. Con gì tì kìa. Nhìn nó không giống con boss lắm. Ô. Ủa pha gì. Đúng rồi, đúng không? Ê, ê, bắn không được, bắn không được. Ồ. Bắn được rồi. Ờ có bạn như bắn không được. Ui dồi ôi. Ê anh ơi. Au. Phá giáp rồi ta. Ê đánh bắn giờ, đánh bắn giờ. Ê đừng lại gần, đừng lại gần. Mà tính ra đồ mình che mạnh lắm rồi. Sau khi tiêu diệt xong con boss Yeti, chúng ta sẽ tới với lại con boss chính của cái khu vực băng tuyết này. Con boss này bọn mình gọi vui, nó là Elsa. Nó nằm trong một loại lâu đài được xây bằng những block nhiều màu khá là đặc sắc. Ê có mấy chục mấy chục à? Anh nhờ anh có thể lấy mấy block này để về xây nhà. Không cần không. À không cần mấy block màu này. Bên green. Ok, con nữ hoàng băng giá ở trên này. Elsa. Ừ, Elsa đó. Ở trên tòa nhà này đó. À. Cái khu vực trong tòa lâu đài của bà Elsa này nhìn giống như cái mê cung vậy, nên là bọn mình cũng phải tốn một khoảng thời gian khá khá để có thể tìm được cái vị trí của bà trong cái tòa lâu đài này. Ờ đúng rồi. Ê cao. Thì nè lên nè, lên đường này. Nó sao tiện nó nước tè le vậy. Nhưng mà xui xẻo cho cái bà boss này là bà bị kẹt ở trong cái khối băng mất tiêu rồi, nên một mình tiêu diệt bả vô cùng dễ. Ơi, con boss ở trên đây nè mà sao nãy giờ nó không quýnh anh. Wow. Nó bị anh quýnh rồi. Giờ hỏi anh á, anh chắc nhận nè. Boss nè. Nãy giờ nó quýnh này còn mấy máu nữa rồi, để trên đây quýnh này nè. Ủa nãy giờ nó không quýnh anh nữa. Nó bị kẹt rồi. Đủ bị chết nó cuốn á, nó trên. Trên đó. Đúng rồi. Đâu? Ra đây chơi. Có vẻ con này hiền. Ê chơi. Nhưng mà mình muốn. Nó đánh anh Nhật. Ờ dưới nhà, dưới nhà. Ôi giời. Em chặt cái. Muốn anh là nó bị dép gai. Em cái đầu kìa. Ồ, Clear Sky Ultimate Showdown. Ultimate Showdown. Đánh trong phút. Water Bucket. Ê. Dead. Ai à. The Dream, The Dream. Ây da, cái này không ổn nha. Thôi này, ấy, nhớ.
Anh nhớ. Cái gì vậy? Quần gì á? Anh thử nhảy trên cao xuống. No. Chạy, đừng chạy. Đéo đéo được chết. Đi 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 đi. Và chúng ta sẽ tiếp tục tới với lại cái khu vực cuối cùng. Đây là khu vực Highland. Những thứ đầu tiên chúng ta cần tiêu diệt đó chính là những gã khổng lồ sống ở phía bên trên những tầng mây. Anh đặt cái hạt giống xuống đây thử coi. Giống nhiệm màu. Được không? Ok, lên. Đạo mây. Quay máy hả? Ủa, ê, có nguyên khổng lồ giống anh chứ vậy? Ủa sao có nguyên thằng khổng lồ của em vậy? Ủa em ấy hả? The fuck? Không. Ê đừng để nó xuống dưới. Đánh ở đây, đánh ở đây đi. À đây là check. Đây là check nguyên bản. Ok, lượm cái bự của nó. Và tại sao chúng ta lại phải cần đánh những gã khổng lồ này? Để chúng ta có thể lấy được cái cúp khổng lồ. Sau đó thì chúng ta sẽ dùng nó để đào những khối obsidian khổng lồ để lấy đồ ở bên trong. Tí hồi thì các bạn sẽ thấy. Nhật cái nhân nhật chứ. Bên trong khối obsidian khổng lồ này sẽ chứa một cái rương có cho chúng ta một cây đèn. Và cây đèn đó có chức năng sẽ đốt hết tất cả những cái bụi gai đang bao quanh bảo vệ tòa lâu đài cuối cùng. Đập ẻ luôn à. Ao. Lấy được đồ nè, không có gì nhiều hết á. Emerald nè anh Nhật. Ấy thần đen, Lamb of Cinder. I wish more burning. Anh Nhật cầm luôn nè anh Nhật, đừng nhấp chuột phải. Thực sự đã qua rất là nhiều năm phát triển cái bản mod Twilight Forest rồi, nhưng mà đến bây giờ nó vẫn chưa được hoàn thành. Có vẻ như những nhà phát triển của cái bản mod này đang muốn cho quá nhiều thứ vào trong cái trận đánh cuối cùng. Đây là tòa lâu đài cuối cùng, cũng là khu vực cuối cùng để đánh con boss cuối. Nhưng mà đến bây giờ nó vẫn chưa có bất kỳ con boss nào xuất hiện ở trong tòa lâu đài này cả. Và bọn mình tới đây chủ yếu chỉ để tham quan mà thôi. Và chúng ta cũng đã hoàn thành được cái bản mod Twilight Forest này. Tuy nó chỉ là một phần nhỏ trong bản mod Van Helsia 3, nhưng xui xẻo là file save đã bị hỏng và bọn mình không thể nào chơi chung với nhau trong cái thế giới này nữa. Rất tiếc là chúng ta phải hoàn thành sớm cái series này tại đây. Nhưng các bạn đừng lo, bọn mình đang chuẩn bị và cũng đã quay được một số phân cảnh ở trong cái bản mod mới. Một bản mod vô cùng khó, có thể sánh ngang với lại RL Grab. Các bạn hãy đón xem nha. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ series này. Đây là cái video cuối cùng của cái series về Van Helsia 3. Hẹn gặp lại anh em vào những video sau. Bye bye. Thôi chắc anh nộp đi. Ôi. Đây là hai đứa chơi tiếp anh. Ok. Nó chưa làm gì ở đây hết. Giờ thi công hết nè. Ờ chưa đang thi công. Ờ chúng ta đã nói gì nhỉ? Fuck. Mini boss 2 Gift Talisman. What the fuck talisman? Ở chết rồi, em nhảy rút nước rồi, em fuck quay.